bốn câu chuyện cuộc sống có thật đâu đó ngoài kia, nghe mà xót xa như sát muối vào tim. Trong cuộc sống, có được gia đình hoàn chỉnh là một điều cực kỳ may mắn, bởi vì đâu đó ngoài kia có không ít gia đình không đầy đủ với rất nhiều lý do. Có những gia đình chỉ có cha và con mà vắng bóng đi người mẹ, bởi vì người mẹ ấy đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Nỗi đau của người vừa làm chồng, làm cha thật sự rất lớn. Cộng theo đó là sự vất vả nhân đôi. Hay cũng có những gia đình vì tai nạn bất ngờ mà người chồng ra đi để lại vợ và con thơ. Nỗi đau này không gì có thể lột tả hết được. Nhưng cuộc sống mà, người ra đi thì đã ra đi, còn người ở lại vẫn phải cố gắng sống tiếp. Thông qua những câu chuyện cuộc đời ngắn ngủi này, quý vị và các bạn có thể hiểu một điều rằng, hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi vì có thể những gì bạn đang cho và quá đỗi bình thường ấy lại là niềm mong ước mà rất nhiều người đang muốn có. Câu chuyện thứ nhất, cha tôi. Năm ấy tôi lên 10, mẹ tôi bỏ nhà theo người đàn ông khác. Bà chê cha tôi nghèo và hèn, làm mãi không khấm khá lên được. Mẹ tôi tê tái, gói ghém, rồi quẩy quả xách túi quần áo ra đi. Bước qua bậu cửa, đi qua cha tôi đang gục đầu xuống hai lòng bàn tay. Mắt mẹ tôi cũng chẳng nỡ nhìn. Bà đi những bước đi rống riết, tức tối và cứ như là mỗi bước đi trút bớt một gánh nặng. Mẹ tôi chỉ dừng lại cuối sân khi nghe tiếng tôi thét lẹt. Mẹ, mẹ ơi! Bà dừng lại 10 giây, hình như lỡ một nhịp chân. Bà không ngoảnh lại, rồi săn sẻ bước tiếp. Cha tôi thinh lặng, ông ôm chặt lấy tôi khi tôi nhào xuống sân định đuổi theo mẹ ra ngõ. Các người cha tôi run lên bần bật theo từng tiếng nức nở của tôi. Tết năm ấy mẹ tôi không về. Chiều 29 Tết, tôi chạy ngược triền đê. Vừa chạy, tôi vừa nức nở trong lòng 2 tiếng. Mẹ, mẹ ơi! Gió bức cắt vào má, vào tai tôi những làn sắc lạnh giá buốt. Tôi cứ thế lớn lên trong sự thiếu vắng hơi mẹ. Cha tôi là tất cả đối với tôi. Tôi cũng là tất cả với cha. Người ta buồn thì hay uống rượu. Chỉ cha tôi là không. Ông nuốt những nỗi buồn đau tình phụ vào lòng bằng sự im lặng đến buốt giá. Các bà hàng xóm hay thì thèo hỏi vào tai tôi. Mẹ có về không? Cha buồn có uống rượu không? Lắm đêm tôi học bài chán chê, chui vào mùng ngủ đã đời, tỉnh dậy vẫn thấy cửa hé mở. Sân vắng đầy ánh trăng suông. Cha tôi ngồi chết lặng như thế, mặc cho sương rơi ướt bực thềm. Trăng rơi đầy vai đầy tóc ông. Tôi bực dậy nhào đến ôm chặt lấy thân hình gầy gò lạnh cống của cha tôi. Sao cha không uống rượu cho bớt buồn? Sao cha buồn mà không chịu khóc? Tôi vừa thổn thức vừa đập tay như điên dại vào khuôn ngực của cha tôi. Ông cứ vậy chết lặng, im lìm tiếp tục để nuôi tôi sống. Cha bảo con đừng trách mẹ. Đàn bà khi khổ cực quá, khi đa đoan quá hoặc xinh đẹp quá, trong lòng thường hay dậy sóng. Có những con sóng mà chỉ trong những khoảnh khắc rất ngắn thôi. Nếu không đủ bản lĩnh và lý trí để trụ vững thì sẽ bị sóng vô hình đó cuốn đi xa bờ bến. Nó đẩy cuộc đời sang những ngã rẽ bất ngờ đầy đau khổ. Sau này tĩnh tâm hoặc đầm thắm lại, người đàn bà có hối tiếc nhưng muộn mất rồi. Người làng bảo mẹ tôi lấy chồng ở Bến Bính. Mẹ tôi rất đẹp nên lấy chồng giàu có lắm. Bà thường ngược xuôi trên những con đò nan. Khi thì bán mít tàu Tây buôn đồ ngoại, khi thì bán dầu, bán nhu yếu phẩm cho các thủy thủ tàu Việt Nam. Cha làm mọi việc, làm quần quật để thoát nghèo và như để trút nỗi hận vào kiếp nghèo nàn. Do đó mà mẹ tôi phải bỏ cha con tôi. Ông làm phu cát ở bến đò Vạn Hóa, bóc gạch, đi đáy, phụ hồ, làm tất tật những gì có thể để nuôi tôi. Ngày ấy, Thủy Nguyên nối với nội thành Hải Phòng bằng những chuyến phà chạy qua sông Cấm. Tôi không nhớ mẹ, tôi ghét mẹ. Ba bốn cái Tết, bà bỏ đi mà chưa một lần trở về thăm tôi. Làng Lâm với Bến Bính đâu có xa. Bác hàng xóm bảo chỉ cần tôi đi qua Hoa Động, cứ đi thẳng tay phải là tới Bến Bính. Nơi ấy tôi có thể gặp mẹ.
Một buổi, cha tôi đi làm cát rất sớm. Tôi trở dậy, cho lợn gà ăn xong. Bỗng tự nhiên, tôi bần thần nhớ mẹ. Trời mới vừa tảng sáng, lối đi còn ướt đẫm sương rơi. Tôi chạy một mạch qua cổng làng, chạy miết, theo lời bác hàng xóm nói. Tôi ngơ ngác sợ hãi giữa dòng người và xe thồ hàng. Chiếc phà cập bến, người xuống kẻ lên ngược ngược xuôi xuôi. Bơ vơ và không định hướng, tôi đứng chết chân nép vào một mái quán bên đường. Bến bính với những mái nhà tạm lợp bằng giấy dầu và những khúc cây đè lên mái vì sợ gió bão thổi bay. Những khuôn mặt người lạnh lùng vội vã, tôi thấy sợ hãi. Tôi nhớ cha và nước mắt chảy dài, lòng cứ thì thầm gọi hai tiếng, mẹ, mẹ ơi. Tôi đứng mãi, chẳng thể nào biết đi về hướng nào để tìm thấy mẹ của mình. Bóng nắng đã xế dưới chân tôi, một mình tôi lại lầm lũi trở về làng. Sau lần ấy tôi không đi tìm mẹ nữa. Năm tôi học hết cấp 3, cây cầu bính được khánh thành. Một buổi trưa tháng 5, tôi đạp xe về nhà sau buổi liên hoan. Trên vỏ xe vẫn còn chùm phượng vĩ. Vừa bước vào nhà thì tôi nhìn thấy cha tôi ngồi trên cánh phản giữa nhà. Dưới sàn là bà mẹ của tôi. Hơn 10 năm tôi muốn gặp lại, nhưng thoạt nhìn tôi nhận ra ngay. Bà ấy khuỵu xuống giữa nhà nức nở khóc gọi tên cha, xin lỗi cha để bà gặp tôi lần cuối. Rất nhiều năm sau cái chết của người đàn bà mà tôi gọi bằng mẹ, tôi vẫn nhớ như in lời bà ấy nói với cha tôi. Bà ấy đã từng rất yêu cha, yêu tôi. Phía sau tình yêu còn có những cám dỗ, những thấp hèn toan tính và cả rất nhiều thứ vụn vặt rất người. Bà ấy đã không vượt qua được nên để đánh mất tình yêu và gia đình. Mẹ tôi chết rất trẻ, năm ấy bà mới có 40 mấy tuổi vì căn bệnh ung thư. Những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, bà bỗng thấy nhớ tôi, nhớ những ngày tháng cũ, bà ân hận, nhưng tất cả đều là quá muộn. Tôi lớn lên với một bên lòng mang nỗi hận mẹ mình. Cha tôi cả đời cô độc, bởi tình yêu duy nhất ông chỉ dành cho một người đàn bà. Sau này, cha tôi trở nên khá giả và giàu có nhờ mở bãi buôn gạch cát. Cũng rất nhiều người đàn bà đến gần, người ve vãn gia tài, người thật dạ thương yêu, nhưng cha vẫn chẳng lấy một ai. Cuộc đời công bằng đối với tôi, đời lấy đi của tôi tình yêu người mẹ từ khi tôi còn quá bé, nhưng bù lại tôi được cả tình thương của cha thời thơ ấu. Khi lớn lên, tôi gặp được một người đàn ông cũng yêu tôi không kém gì cha, nhưng anh ấy yêu tôi bằng tình yêu lứa đôi và chồng vợ. Các cuộc đời này tôi hàm ơn họ, và với tôi tình yêu là tất cả. Phía sau tình yêu, cám dỗ và mọi thứ chẳng là gì. Bởi với tôi, cha và chồng, hai người đàn ông trong cuộc đời tôi, họ vừa là bầu trời vừa là mặt đất này. Bạn tôi ơi, hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có. Câu chuyện thứ hai, nắng cuối chiều. Anh mất vì một tai nạn giao thông. Đang dừng ở ngã tư thì bất ngờ có một chiếc ô tô đâm sầm vào. Không rõ xe bị đứt thắng hay tài xế say rượu, hay là ngủ gật, hay là đạp nhầm chân phanh, hay mới tập lái, nó còn tông thêm 4 chiếc xe nữa mới chịu dừng. Anh văng ra xa, mũ bảo hiểm nứt nẻ, chiếc xe máy bẹp dính. Mọi người đến viếng, ai cũng an ủi. Thôi, thế số, sống này chết mai, ai biết trước được. Thì đó, ra đường có bao nhiêu hiểm họa rập rình, cây đổ, cầu gãy, đâm chém xe tông. Nhưng chết vì gì thì người thân cũng chung một kết cục, đau đớn. Nếu vì bệnh hiểm nghèo, tuổi già thì sẽ đỡ đau hơn. Đằng này anh ra đi mới tuổi 50, cái tuổi không trẻ nhưng không thể gọi là thọ. Cái tuổi chưa thấy hết các con trưởng thành, có cháu ẵm bồng, chưa kịp có ngày tháng nghỉ ngơi, cùng vợ con đi chơi nơi này nơi kia. Nếu sống với nhau, nay mắng mai chửi hoặc ngậm bồ hòn làm ngọt, thì khoảng thời gian choáng váng sẽ ngắn hơn. Đằng này, trải qua gần 30 năm, hai vợ chồng chưa có quá một giờ mặt nặng mà nhẹ. Diêm nhăn nhó thì anh trêu chọc, cù nách, ôm eo, kéo con cùng làm đồng minh, biết làm cho Diêm phì cười thì mới thôi. Đi đâu xa, giữa cuộc nhậu,
bao giờ anh cũng gọi về, nói oang oang giữa đông người. Anh đang ngồi với mấy em chân dài nè, hôm nay anh quyết uống không say không về. Đi đâu có Diêm đi cùng, anh hãnh diện lắm, miệng cười như hoa, nói như sáo sậu. Diêm cũng ngấm ngầm tự hào về anh. Diêm thường chê anh lười làm việc nhà, nhưng trong mắt Diêm, anh đàn ông nhất, người Diêm yêu nhất. Nếu được chọn lại, nếu như có kiếp sau, Diêm vẫn chọn anh làm chồng. Nhìn anh nằm bất động trong phòng cấp cứu, Diêm khóc ngất. Diêm không nhớ đã kêu tên anh bao lần. Môi vừa bật ra tiếng gọi, Liêm ơi, Liêm ơi, là nước mắt tuôn trào. Cổ họng nghẹn đắng, tim đau thắt. Diêm ôm chặt anh, nắm tay vuốt tóc, xoa mặt. Diêm không tin, mới 2 giờ trước, anh vừa bảo, tôi đi mua dây điện đây. Giờ đã nằm thẳng tay thẳng chân, không phản ứng gì trước muôn vàng cử chỉ âu yếm và tiếng gọi đau đớn của Diêm. Ra đường, Diêm đeo kính râm, khăn bịt kín mặt. Nỗi nhớ anh có thể đến bất cứ lúc nào. Diêm sẽ không thể ngăn được dòng nước mắt rơi lã chả, miệng méo sệt. Diêm tha hồ khóc nức lên gọi Liêm ơi, mà không sợ ai thấy. Về nhà, Diêm đứng trước di ảnh, bật cassette, nghe đi nghe lại lời tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Diêm bắt mình phải quen âm thanh não nề này để không bật khóc nức nở mỗi khi nghe tiếng đọc kinh hay tiếng kèn trống đám ma. Quanh năm, Diêm mặc sắc màu đen, mảnh nhựa đen nằm ngay trên tim như con mắt buồn nhắc mọi người vì sao Diêm không vui chơi, ít cười nói. Diêm đi suốt con đường đất khắp khởn gặp gền, đến nhà chị Lê chỉ để nói vài ba câu phu vơ về những chuyện không đâu. Cả năm, Diêm đến nhà chị 2 lần vào ngày giỗ và năm mới. Thấy Diêm đến luôn luôn, vợ chồng chị đều biết vì lẽ gì. Chị bảo, buồn thì khóc đi, đừng nén nữa. Nhưng Diêm vẫn cứ nén, vẫn lặng lẽ chặn dòng nước mắt ẩn ẩn trên mi. Lặng lẽ hồi lâu cho sự xúc động lắng xuống. Than khóc, vật vã trước mặt người khác, Diêm thấy ngượng. Sao bắt người khác phải chứng kiến, chịu đựng nỗi đau của mình? Diêm khóc thầm quá nhiều rồi, mắt sưng, má cớp. Lúc lấp mộ, nhiều người kinh ngạc thấy Diêm thay mặt gia đình đọc lời cảm ơn. Người biết Diêm nói, nó vốn kiên cường. Người ít biết Diêm thì nói, bình tĩnh thật, chắc là ít yêu chồng. Ai nói gì thì mặc, Diêm chỉ biết lòng Diêm đau, đau lắm. Diêm nhớ anh, nhớ nụ cười hấm hỉnh, ánh mắt tinh nghịch, nhớ dáng anh đi khuỳnh khoàng, nhớ anh thích ăn mắm chưng, nhậu về là hỏi còn mì tôm không. Nhớ mỗi sáng ra khỏi nhà, anh thường hôn lên tóc lên má Diêm. Nhớ giây phút, Diêm linh cảm cái chết đến. Nhớ phút cuối, mặc bộ quần áo mới nhất, trong anh vẫn trẻ trung như thanh niên. Bộ nhớ vừa chạm tới bất cứ điều gì, dù rất nhỏ nhặt, cũng khiến lòng Diêm thắt lại, nước mắt trào ra. Có một mình, Diêm khóc òa lên, khóc nức nở. Hơ hơ, thật to, ở bất cứ chỗ nào. Trong phòng thờ, buồn ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Đôi khi, thằng con 12 tuổi bắt gặp mắt mẹ đỏ hoe, chớp chớp. Nó biết mẹ đang rất buồn, nhưng vẫn hỏi. Mẹ nhớ ba nữa à? Diêm gật, vùi mặt vào hai bàn tay, nó méo máu. Mẹ khóc, còn ứ chờ với mẹ nữa. Thế con không nhớ ba à? Còn nhớ, sao con không khóc? Con là con trai mà. Thằng bé nói và đưa tay vội quệt nước mắt. Rồi hai mẹ con cùng ôm nhau mà khóc òa lên. Sau lần ấy, Diêm không muốn con thấy mình buồn. Diêm sợ nỗi buồn sẽ ám vào tâm hồn non nớt của nó. Diêm chỉ khóc lén, khóc thầm. Đêm, Diêm nói thằng bé sang phòng bên ngủ, hoặc quay mặt vào tường, hoặc cắn chặt khăn để khóc không bật thành tiếng. Lòng Diêm đau, đau lắm. Diêm nhận ra chỉ có đến nghĩa trang nơi anh nằm, dường như nỗi đau mới nguôi. Ở đó, Diêm có thể khóc lu loa không ai biết, không ai thấy được nước mắt Diêm rơi lã chả, ướt nhòe hai má. Diêm có thể trò chuyện thầm thì như anh còn sống. Chiều thứ bảy nào, Diêm cũng ra nghĩa trang, vì hôm đó chỉ phải dạy 2 tiết, còn bất cứ lúc nào sắp xếp được công việc.
nhớ anh, là Jim đi. Đường đến nghĩa trang khoảng 20 cây số. Jim đi xe máy gần hết một giờ, qua khỏi thị trấn, nhà cửa thưa thớt dần rồi vắng hẳn. Có lẽ chẳng ai dám ở gần nghĩa trang. Lạnh lẽo, hoang vắng ghê ghê. Đường nhựa chuyển sang đường cấp phối, rồi đến đường đất. Hai bên bạt ngàn cây dại, cỏ lúp xúp, bụi phủ từng lớp đỏ quạch trên lá. Chiếc xe máy nảy lốc cốc vì mặt đường đầy hố to hố nhỏ, lồi lõm. Biết Diêm hay ra nghĩa trang một mình, chị Lê liên tục nhắc. Đừng có ra đó nhiều, hơi đứt hơi người chết, không tốt cho sức khỏe đâu. Chị Thịnh thì bảo, cẩn thận, ở nghĩa trang đã từng xảy ra các vụ sinh đểu, cướp giật, hiếp dâm đấy. Diêm không quan tâm, chỉ biết đến nghĩa trang nỗi đau của Diêm mới nguôi. Lần nào Diêm cũng mang theo nhang, hoa, trái cây, khăn, xô nước. Hôm nay trời trong mây trắng, chắc chắn là không mưa. Diêm nhớ một lần thấy mây đen khắp chân trời, nhưng Diêm vẫn cứ đi vì nhớ anh, vì tin cơn mưa không thể đến nhanh. Ai ngờ tới gần nghĩa trang, trời bỗng tối sầm lại. Quay về cũng dở, Diêm lên ga vội vã tăng tốc. Người trong nghĩa trang cũng tăng tốc vội vã quay ra. Trong nháy mắt, nghĩa trang vắng tanh. Gió cuốn một cơn lốc bụi và rác mù mịt hất tung chiếc giỏ ra xa. Giấy, nhang văng tung tóe. Mưa ào ào trút xuống, tạt ướt áo quần Diêm. Nước đỏ lừ tràn ngập xung quanh. Những ngôi mộ lát gạch và đá đen càng như đen hơn. Đen thùi lùi như cả một rừng ma đang chuẩn bị nhảy sổ vào Diêm. Diêm bắt đầu thấy lạnh và sợ. Răng đánh vào nhau lập cập. Thắp vội bó nhang, khấn vội vài lời. Diêm vội vàng ra về. Mưa vẫn to, từng hạt mưa trĩu nặng quất vào mặt Diêm bỗng rát. Chiếc xe máy nhảy chồm chồm, bất chấp dòng nước bất ngờ dâng lên cuồn cuộn như sông như suối. Con đường hun hút vắng lặng bóng xe bóng người. Diêm bỗng thấy mình bé nhỏ, cô đơn vô cùng. Cũng may mà hôm đó Diêm trở về bình an. May mà chiếc xe không bị chết máy. Dĩ nhiên, Diêm sẽ không bao giờ dám điều lĩnh như thế nữa. Đang nhớ miên man về lần đi ấy, xe Diêm bỗng sốc nảy, tay lái loạn choạng. Bên phải bên trái, bên phải, trái, trái trái. Nếu đang ở ngã tư chờ đèn xanh, thì không chừng có ai đó sẽ bị văng ra bất tỉnh. Không chừng có mấy xe nữa xô vào nhau ngã dúi dụi. Diêm hốt hoảng, bấp thắng, tiếng phanh rít rít chói tai. Bánh xe xẹp lép, Diêm cúi rạp lưng, cố sức đẩy, nó mới ì ạch lên khỏi ổ gà. Diêm nhìn trước sau phải trái, một dãy nhà nằm chình ình, cô độc bên đường. Nhìn tấm bảng trên cổng, cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Diêm rùng mình, Diêm cảm giác thấp thoáng đâu đây những thân hình tiều tụy, môi thâm mắt trắng. Diêm đã từng nghe loáng thoáng về cơ sở này, không ngờ nó nằm đây. Diêm đi qua đi lại bao lần mà không để ý. Diêm tò mò nhìn phía sau cánh cổng. Những người nghiện, già hay trẻ, ốm yếu hay khỏe mạnh. Xung quanh vắng lặng, không âm thanh, không bóng người. Diêm thấy tiếc, sao không thấy ai xuất hiện. Nhất định lần sau Diêm phải quan sát xem thực tế trong họ ra sao. Không có chiếc xe nào dừng lại, những ánh mắt nhìn Diêm rồi cũng ngại ngần quay đi lảng tránh. Nếu là Diêm, Diêm cũng sợ. Sợ vì bất lực, chẳng giúp được gì. Sợ vì ở đây vắng vẻ, lại có những người dính vào cái chết trắng. Họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì cơn nghiện. Diêm đang loay hoay tìm cách thì thấy một chiếc xe đi tới. Không cần Diêm ra hiệu, chiếc xe đã giảm tốc độ. Diêm nhìn người đàn ông da ngăm đen như đã thấy vị cứu tinh. Cô bị sao thế? Xem thủng lớp, anh có cách nào giúp em với? Tưởng gì chuyện nhỏ. Người đàn ông mở cốp xe của mình lấy ra bộ đồ nghề và hộp keo mang theo. Chưa đầy 10 phút, bánh xe đã phồng căng lên, lăn đi lăn lại dễ dàng. Chưa đầy 10 phút, Diêm đã biết thông tin sơ bộ về anh. Anh tên là Phong, đang làm việc ở đồn biên phòng. Thấy Diêm tò mò nhìn chiếc túi đựng nhang, đèn hoa. Anh nói, tôi cũng đi thăm mộ, vợ tôi mất được hơn 3 năm rồi. Diêm chì tay. Cảm ơn anh Phong. May quá, không có anh em chết mất, không biết xoay sở thế nào. Có gì đâu, biết lo xa và chuẩn bị chu đáo, việc gì cũng sẽ tốt.
Câu nói như chạm vào nỗi uất ức của Diêm. Cô buộc miệng kể. Lúc chồng em hôn mê sâu, các bác sĩ khẳng định anh ấy không qua khỏi, gia đình phải lo hậu sự. Em cũng muốn lo cho chồng chu đáo, nên nhờ một đồng nghiệp viết điếu văn. Trong tổ, anh ta hay kèn cửa với em vì học sinh thích nghe em giảng, vì em liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi, vì em làm tổ trưởng, và vì, đại loại như thế. Nhưng nghĩ anh ta hay viết điếu văn, đã thân thiết với gia đình em từ trước đến nay, biết vợ chồng em sống với nhau hạnh phúc thế nào, dù gì cũng gần gũi hơn người khác. Chẳng ngờ sau đó, anh ta lại đi rêu rao khắp nơi rằng chồng đang nằm trong phòng cấp cứu, đã lo viết điếu văn, chắc mong chồng mau chết. Anh thấy có bẩn thỉu không? Sao cô không tát vào mặt hắn? Bao người đang sống sờ sờ cũng lo cho cái chết đó thôi. Như tôi đây, tôi đã mua đất, chuẩn bị hòm cho mẹ rồi. Mẹ tôi còn dặn là phải tổ chức đám tang như thế nào. Tuần thứ nhất làm những gì, tuần thứ hai làm những gì. Tài sản cũng đã mang ra công chứng, chia cho các con. Sợ sau này tranh chấp mệt lắm. Đôi khi vì của mà mất tình thân, lấy lại chuỗi công việc ai cũng cần phải làm để việc hậu sự được chu toàn. Thôi, cô đừng buồn, chắc hắn ta phải thù ghét cô lắm mới làm như vậy. Đúng là thù ghét, giờ em mới hiểu anh ta thù ghét em mức nào. Em không buồn vì việc em làm, mà quá buồn vì con người đó. Sao người ta có thể nhẫn tâm với nhau như vậy? Muốn nói xấu thiếu gì cách mà phải đem chuyện đau thương nhất để làm cớ nói xấu hả anh? Em quá thất vọng. Cô bỏ ngoài tai chuyện đó đi, đừng có nghĩ nữa. Người đó mới chỉ nói thôi, lắm kẻ còn làm đầy những việc bẩn thỉu, đê tiện hơn ấy chứ. Hôm nay tôi bận, phải về lại đơn vị trước 5 giờ. Chỉ có chiều thứ bảy tuần cuối tháng mới được nghỉ trọn vẹn, thảnh thơi nhất. Còn những hôm khác phải tranh thủ lắm. Thôi, tôi đi trước đây, chào cô nhé. Không vội vã lên xe, Diêm cũng lên xe. Phút chốc, Diêm thấy bóng áo xanh cách mình xa tích. Khu nghĩa trang mới xây không lâu đã bạt ngàn mộ, chia thành khu, thành dãy đều tăm tắp, khác hẳn nghĩa trang cũ, nơi người có tiền muốn cái chết cũng phải thể hiện đẳng cấp giàu sang bằng cách làm cao to, khác biệt cả kiểu mẫu lẫn chất liệu. Ở đây, các ngôi mộ có kiểu dáng gần như nhau, chỉ khác lát gạch hay đá, đá Ấn Độ hay Campuchia, màu đen hay đỏ hay vàng. Sự khác biệt chút ít này cũng làm giá thành có thể chênh nhau từ vài chục đến vài trăm triệu. Dẫu sao cũng đỡ tuổi cho người có ít tiền, vì mới nhìn thoáng qua chúng đều na ná như nhau. Nếu không có người dẫn đến tận nơi ít nhất một lần thì rất khó tìm đúng mộ. Dù ở bất kỳ nơi nào, Diêm vẫn hình dung rõ rệt mộ anh, cao 2m, rộng 1m6, lát gạch men màu đen. Diêm mua ly, đĩa đựng trái cây, bình hoa màu vàng nhạt. Hoa ly giả, nhưng là loại hoa anh thích nhất. Diêm đặt thảm cỏ nhựa trên lớp sỏi trắng. Cạnh mộ, Diêm trồng 3 cây sống đời để nắng chiều chói gắt không hắt vào giữa mộ. Diêm còn trồng thêm hoa 10 giờ đủ màu. Nơi anh yên nghỉ, mãi mãi xanh tươi đẹp đẽ. Giá biết trước có ngày biệt ly, Diêm sẽ không bao giờ cáo gắt, sẽ chăm chút cho anh cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu thôi, nước mắt Diêm lại ứa ra. Giờ có làm gì thì anh cũng không biết tình yêu sâu đậm Diêm dành cho anh nữa rồi. Chỉ mình Diêm tự biết, tự hiểu. Lòng Diêm đau, đau lắm. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng an ủi, xoa dịu Diêm được phần nào. Lần nào cũng vậy, thắp nhang xong thì Diêm lao mộ, nhúng khăn trong nước, vò vò, vắt sạch, bắt đầu từ nơi thờ, kỳ cọ bát nhang, bình hoa, đèn, ly đựng nước, tiếp đến thân mộ. Những miếng đá nằm ngang, những thanh đá dựng dọc, những lớp bụi bám trong kẽ, những vệt sơn trắng còn dính lại. Diêm lao đi lao lại sạch bóng. Có lúc, Diêm lao như trong mây muội. Dưới lớp đất kia, Diêm vẫn thấy anh như đang nằm ngủ, nét mặt thanh thản, khóe môi khẽ nhếch lên như cười. Như lúc anh trút hơi thở cuối cùng, như một khi nào đó, Diêm chợt thức giấc, quay sang ngắm anh. Chị ơi, chị làm gì cho cực? Chị để em nhận lao, 100 càng một tháng, rẻ thôi mà. Diêm ngẩng lên, người phụ nữ đi ủng, mang bao tay cao su, cầm xô đứng trước mặt Diêm. Hẳn cô ta có thân quen với người trong ban quản lý, nên mới chen được vào dịch vụ này. Có một dạo, báo chí phản ánh việc xây dựng ở nghĩa trang độc quyền,
giá cắt cổ, ai cũng kêu trời. Thì thôi, ai muốn xây thì xây, nhưng cứ thử người ngoài đến xây xem. Điện lấy ở đâu? Tường xây hôm trước hôm sau đổ. Ống nước vùi trong bê tông bị moi ra bẻ làm 3-4 khúc. Câu đối gắn lên vài ngày sau sẽ bị đập nham nhở. Làm sao bắt được thủ phạm? Mọi việc lại đâu vào đấy. Giá gấp 3 gấp 4 cũng chịu. Tốt nhất không dây vào, không làm ban quản lý mất lòng. Hơn nữa, làm việc gì cho người chết, đa số người thân cũng đều không muốn kỳ kèo. Diêm không tiếc 100.000 mà chỉ muốn tự lao để ở với anh lâu hơn. Cảm giác đang gửi bao tình yêu thương nhung nhớ vào việc này vậy. Nhưng cũng phải nói năng khéo léo, kẻo bị ấn tượng không hay. Rồi người chết, ngôi mộ lại lãnh đủ. Như những lần trước, Diêm từ chối nhẹ nhàng. Ừ, để thư thư thời gian đã. Chồng chị mất sớm, chị muốn tự tay lao cho đỡ đau lòng. Khi nào cần chị sẽ gọi. Chị nhớ gọi em nhé. Diêm gật đầu, dù biết mình không thể nhớ nổi một gương mặt mới gặp một lần. Ác sẽ nhòa mờ trong cả chục gương mặt đã từng đến đây hỏi han, từng tìm cách tỏ ra thân thiện để được thân nhân cảm tình, tin cậy giao phó. Xong việc, Diêm ngồi trên bệ xi măng, tay khoanh bó gối, ánh mắt chậm rãi lướt lên những ngôi mộ xung quanh. Mỗi ngôi mộ như một lăng tẩm uy nghi, chứa đựng mọi bí ẩn của một con người. Anh có bí ẩn gì mà Diêm chưa biết? Diêm tin anh chẳng giấu Diêm điều gì. Sao một người hiền lành, tốt bụng, vui tính lại rời bỏ cõi đời sớm như vậy? Sao cõi đời phi lý vậy? Trước mắt anh đã là người thiên cổ, Diêm thành quá bụa, hai đứa con bỗng mồ côi cha. Mới nghĩ vậy thôi, nỗi đau lại ùa đến. Đầu Diêm gục xuống, Diêm không còn nước mắt nữa, nhưng vai cứ rung lên từng đợt. Lại buồn rồi à? Một bàn tay vỗ vỗ trên lưng Diêm. Thằng con mỗi lần an ủi Diêm cũng vỗ vỗ như thế. Diêm lao vội ngấn nước mắt ngẩng lên. Ơ, anh Phong, sao anh biết em ở đây? Tôi thấy xe của Diêm. Phong đã thay đổi xưng hô từ cô thành Diêm từ khi nào? Hôm nay dỗ vợ tôi, Diêm ăn xôi gà này, đường về xa lắm. Diêm lắc đầu, em ăn chay nạ. Hả? Người ta ăn chay 49 ngày đầu thôi mà. Anh ấy mất hơn 4 năm rồi còn gì? Diêm cười buồn. Thường là thế, em chưa ăn chay bao giờ. Hồi đó, em dâu còn bảo nếu chị không quen, em sẽ ăn thay chị. Em không chịu và em nhận ra nhờ các món chay mà em mới nuốt nổi. Rồi em ăn luôn vì thấy nó nhẹ nhàng, hợp với mình, chứ không phải vì phong tục hay vì hình thức gì hết. Em buồn lắm, đau lắm. Anh ấy đi quá đột ngột. Phong bảo, Diêm hãy nghĩ đó là cái số. Số anh ấy ngắn ngủi vậy thôi. Ai rồi cũng phải chết. Đi nhanh như thế có khi là hạnh phúc. Tôi vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng Diêm cứ tưởng tượng người thân và chính người phải sống với một cái chết được báo trước thì kinh khủng thế nào. Vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Cả gia đình tôi giấu, nhưng cô ấy biết. Cô ấy không chịu chữa. Tôi phải làm công tác tư tưởng suốt một thời gian dài. Phải chiến đấu để giành sự sống chứ. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cuộc sống đẹp biết bao. Cho dù có đau khổ, cùng kiệt, bất hạnh, thì sống vẫn là điều kỳ diệu nhất. Tôi thế chấp nhà, vay mượn người thân bạn bè, làm như trâu điên để có tiền chữa bệnh cho vợ. Cuối cùng, cô ấy vẫn ra đi. Tôi thì được mãn nguyện là đã làm hết sức mình. Phong thở dài, mắt nheo nheo nhìn ra xa, có một nỗi buồn đóng băng trong đó. Có vài lần Phong và Diêm cũng gặp nhau ở đây, hỏi thăm vài ba câu. Chưa bao giờ Diêm thấy Phong nói nhiều như hôm nay. Đâm chiêu như hôm nay, và hôm nay Diêm mới biết vì sao vợ Phong mất. Hôm nay Diêm mới nhận ra Phong quá già so với tuổi, gương mặt khắc khổ hằn những nếp nhăn. Diêm khẽ thở dài, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình còn quyết liệt hơn vợ Phong, dứt khoát không chữa, để lại tiền cho chồng con. Phong ngắm những ngôi mộ xung quanh, giọng buồn hẳn. Tôi ân hận chút là chỉ làm được cho vợ ngôi mộ quá sơ sài, không trần không ốp gạch ngang. Chỉ có một hàng gạch bao quanh tấm bia cũng bằng gạch. Chữa cho cô ấy xong là hết sạch tiền, không thể cố được nữa. Diêm đã nghe nhiều gia đình khánh kiệt vì chữa ung thư. Có người tiền đầy túi,
nhưng hàng ngày vẫn xếp hàng lấy cháo từ thiện chỉ vì cần phải dành tiền chữa trị lâu dài. Bệnh đó ngốn số tiền khủng mà đôi khi vẫn phải trông chờ phép màu mai ra. Diêm rời khỏi nỗi đau của mình, hạ giọng. Thôi, anh nghĩ làm gì, chết là hết. Bây giờ còn có đất xây mộ, chứ biết đâu 20-30 năm nữa, đến đời mình, đất cho người ở còn khó nữa, là đất cho người chết. Em tính rồi, sau này em chết, xác sẽ đem thiêu, lấy tro rải lên đồi núi xong ngồi. Xong không ô nhiễm môi trường, còn khỏe cho con cháu nữa. Phong cười. Là lo chuyện hậu sự khi còn sống, chắc mong mau chết hả? Diêm gật gù. Em vẫn hình dung đám ma của em sẽ không có kèn trống ầm ĩ, chỉ có âm thanh của bài Hồn Tử Sĩ vang lên buồn bã, nhưng oai hùng. Cũng không cần nhiều hoa, chỉ một lẵng đặt trên quan tài là đủ. Dân mình nghèo, nhưng chủ hình thức hiếp, mấy chục phòng hoa tương đương hàng chục triệu, chừng trong 2 ngày là bỏ thành rác, trong khi còn bao nhiêu là nghèo, người đói, không có áo quần, không thuốc men. Còn anh, đã khi nào anh nghĩ đến cái chết chưa? Phong lẳng lặng lấy ví, rút ra một tấm thẻ bằng 3 ngón tay. Diêm xem đi. Vừa dán mắt vào dòng chữ đầu tiên, Diêm đứng bật dậy. Hả? Anh hiến xác à? Khiếp quá! Một cảm giác ớn lạnh chạy rần rật từ chân lên đầu Diêm. Diêm biết có nhiều người tình nguyện hiến xác hiến tạng. Xã hội tôn vinh những người đó cũng phải, bởi chính cái đêm thức trắng trong phòng cấp cứu, Diêm hiểu không dễ gì đem cho người khác bất kỳ bộ phận nào của cơ thể mình hay người thân. Thương lắm. Diêm không đủ dũng cảm để làm việc đó. Không, ngàn lần không. Còn anh thì đã sẵn sàng hiến toàn bộ thân mình cho y học. Diêm hình dung thân hình anh cao lớn, nổi lên bền trong 7 Phật môn, từ năm này qua năm khác. Cô rùng mình. Sao anh phải làm như vậy? Ồ, tôi đã ao ước điều này từ lâu. Lúc đăng ký, làm xong thủ tục, tôi sung sướng lắm, lòng nhẹ nhàng, thanh thản lạ kỳ. Chết rồi còn giúp ích được cho đời, cho người khác, hạnh phúc lắm gì mà. Diêm lắc đầu. Em cứ thấy ghê ghê. Khi chết con người phải tổ chức mai táng theo kiểu địa táng, hoặc thiên táng, hoặc thủy táng chứ. Làm như vậy sao yên lòng được? Tất cả do mình quan niệm thôi. Mà sao hôm nay mình nói toàn những điều xa quá? Cứ phải sống thôi đã. Lạ thật, sống lo chưa xong đã nghĩ đến cái chết. Chúng ta chưa đến tuổi già mà. Em già rồi, nắng cuối chiều rồi. Hình như Phong không nghe thấy gì nói, anh mãi nhìn ra xa, nghĩ điều gì đó. Nắng vàng rực trên các ngôi mộ, xung quanh thật tĩnh mịch, dường như nghe được cả tiếng y yêu ở rất xa vang vọng trong sâu thẳm đất trời. Như thể tiếng người chết đang cố nhắn gửi điều gì đó cho người sống mà không thể cất thành lời. Không nhớ bao nhiêu chiều ngồi trên mộ một mình, Diêm lật đi lật lại những suy nghĩ về cái chết. Thật đầu, Diêm nghĩ chuyện này như lẽ đương nhiên, khi anh đột ngột ra đi, khi Diêm đột ngột đối diện với nó. Hàng ngày, vợ chồng Diêm vẫn nghe tin tức về tai nạn tự tử, thi thoảng vẫn phải phúng điếu đưa đám một người quen. Cái chết vẫn chỉ là một hiện tượng gì đó ở bên ngoài cuộc sống, chưa bao giờ hai vợ chồng nghĩ tới, quan tâm. Thậm chí, lúc bạn bè trêu, liệu có sống đến ngày lên chức bố chồng, mẹ chồng không đấy? Vì Diêm sinh con muộn, hai vợ chồng chỉ cười vui sướng. Thời nay, con người sống 80-90 tuổi là bình thường, chẳng lẽ mình không sống nổi đến 70 để thấy con yên bề gia thất? Nhưng giờ đây, cái chết ám vào tâm trí Diêm, như thể bây giờ Diêm mới thấu hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó. Diêm tưởng tượng, đời mình đã ngoặt sang một lối rẽ. Lối rẽ ấy đi qua tuổi già đến cái chết dường như rất dài, có thể còn dài hơn cả quãng đời Diêm chung sống với Diêm. Trên đó không còn bóng cây, tiếng chim hót, không còn niềm vui. Trên đó chỉ có mình Diêm lủi thủi giữa đồng cỏ trơ trụi. Buồn nói tiếp buồn, cô đơn nói tiếp cô đơn. Từ nay Diêm phải làm bạn với chúng. Con gái Diêm đón biết tâm trạng của mẹ, đêm nào cũng gọi Zalo chuyện trò. Con trai tự giác rửa chén và quần áo, đồng nghiệp ới cà phê, bạn bè rủ đi nhậu, cả Phong nữa. Phong nhắn, Diêm rầu rĩ mãi tôi cũng xót. Biết ai cũng muốn chia sẻ chân thành theo cách của mình, nhưng nỗi buồn, sự trống vắng vẫn không thể xóa nhòa. Tình cảm mẹ con, bạn bè
có thấm thiết mấy cũng không thể thay thế tình vợ chồng. Lòng Diêm đau, đau lắm. Diêm và Liêm đã từng chung sống những ngày tháng nhọc nhằn, làm kiệt sức mới kiếm đủ miếng ăn. Vợ chồng cùng nhau nấu rượu, anh vắt chiếc áo thun, mồ hôi chảy tăm tăm, tắm 2-3 lần, lưng vẫn ướt nhảy. Diêm ngồi cạnh chắc rượu ra can, ra bình, đem đi bỏ mối. Vừa đi dạy về lại vội săn quần, thái chuối bằm rau, nấu cá nuôi heo. Lúc nào rảnh rỗi thì băm bổ ra vườn cuốc đất trồng rau. Chủ nhật, chồng kéo xe phế liệu, vợ cúi rạp đẩy. Việc gì lớn nhỏ cũng làm miễn là có tiền. Suốt thời trẻ chẳng biết quán cà phê là gì, du lịch là gì. Giờ mới khấm khá lên được tí chút, đã mỗi người mỗi cõi. Có lần chị Thịnh bảo, giờ mày độc thân rồi, muốn ăn gì làm gì, chơi gì, tha hồ tự do. Nhưng mà phải cảnh giác đấy, đàn ông nhiều thằng như chó, đánh hơi nhanh lắm. Chúng thấy mình có nhan sắc, có tiền, hai đứa con ngoan là lăng xả đến. Còn Nga kia, biết bao thằng đứng ngoài hàng rào, réo gọi cả đêm, hàng xóm không ngủ được. Nga với em khác xa nhau mà, loại đàn ông lăng xả, đứng ngoài hàng rào, bộc lộ tình cảm thì chẳng bao giờ tìm em đâu. Tất nhiên là chị Thịnh lo xa. Diêm không sợ đàn ông lăng xả, đàn ông đứng ngoài hàng rào, chỉ cần Diêm thích, Diêm biết mình thuộc tạng người khó yêu. 30 tuổi chưa có mối tình nào, ba mẹ không hiểu vì lẽ gì bạn trai đứng xếp hàng mà Diêm không chịu chọn ai. Lúc gặp Liêm, ba mẹ, người thân, bạn bè hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Liêm không cao to đẹp trai, nhưng anh ứng xử luôn có lý có tình, khiến ai cũng phải nể phục quý mến. Cách ứng xử của anh đánh bay tính lì của Diêm. Thời trẻ đã khó thích ai, giờ tuổi này còn thích nổi ai nữa. Huống chi, tháng ngày đã qua dày đặc kỷ niệm của anh và Diêm. Diêm nghĩ lòng mình đã lạnh, như bếp lửa bị mưa dột đẫm nước rồi. Giờ đây, Diêm chỉ nghĩ nhiều đến cái chết. Trước kia, nghe chết là sợ, lạnh run cả người, coi như điềm gỡ. Giờ, ăn ngủ, làm việc, đi chơi, cái chết đều lởn vởn trước mặt. Chết chẳng có gì là sợ, cùng lắm như một cơn buồn ngủ, kéo díp hai mắt lại, rồi không biết gì nữa. Trong lúc chờ nhan tàn, Diêm ngồi trên bệ xi măng, đầu óc vẫn nghĩ lung tung về cái chết. Hình như có tiếng lịch kịch, tiếng di chuyển. Diêm căng mắt nhìn, chẳng có gì ngoài những ngôi mộ vốn im lìm như bị bỏ hoang lâu ngày. Không phải ngày đầu tháng, rằm Tết thì sẽ rất ít người tới thăm mộ. Diêm xếp đồ vào giỏ, sửa soạn ra về. Thình lình, những tiếng động biến thành ba con người đen đúa gầy nhẵn. Chúng đột ngột hiện ra sau mảng tường đặt bàn thờ và câu đối. Từ một gương mặt xương xẩu vọng ra một âm thanh the thé mà ai nghe cũng phải sởn da gà. Chào bà chị. Hỗ trợ cho âm thanh này còn một cánh tay gầy guộc cầm một thanh gỗ, một cánh tay khác áo sắn tận vai để lộ những hình xăm xanh thẳm cầm dao. Cái ngáp uể oải, vết kim li ti trên da thịt chúng như nhắc Diêm nhớ về dãy nhà có tấm biển, cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Chắc đây là những tên trốn trại đây. Các chú muốn gì? Cho chúng em mượn chìa khóa xe. Diêm hiểu ngay tình thế. Nhanh như tên bắn, cô phục chạy giữa hai hàng mộ, nhảy bổ ra đường. Cứu! Cứu! Diêm lấy hết sức, hét thật to. Xung quanh Diêm không một bóng người. Diêm nghe tiếng chân đuổi rầm rập phía sau. Tên đi đầu vươn tay ra, túm được tóc Diêm. Diêm dằn ra, quay mắt lại, lấy hết sức hút vào người nó. Nó lao vào Diêm, giằng co cấu xé. Diêm đẩy nó túm lấy áo Diêm. Cả hai người dú dụi vào bụi cây. Đúng lúc cơ thể Diêm rỉu rã, tưởng chừng không còn chút sức lực nào để chống trả, thì bỗng thấy tên nghiện bị kéo ra. Diêm nhận ra Phong, màu áo xanh anh mặc loang loáng trước mặt. Nắm đấm của Phong như búa tạ, giọng thẳng vào mặt tên nghiện. Anh xoay sang, đá và đấm luôn hai tên đang lao đến. Cú ra đòn của Phong mạnh và chuẩn xác, đến mức cả ba tên văng ra ba phía. Chúng lập cầm bò dậy rồi hốt hoảng bỏ chạy. Cút ngay, chúng mày đã làm khổ người thân, giờ còn muốn hại cả người khác nữa sao? Phong chạy lại, đỡ Diêm, khắp người Diêm nắm lên bụi đất, mặt còn tái mét vì sợ và mệt. Diêm thở chốc, nhét vào Phong như dây leo yếu ớt, tựa vào cây cột vững chãi. Lúc mặt sắp xuống đất,
Diêm đã nghe thấy tiếng xe máy. Âm thanh đó như vị cứu tinh, như vọng đến từ sự tin yêu vững chắc. Hôm nay là chiều thứ bảy tuần cuối tháng. Diêm linh cảm Phong sẽ đến. Tiếng xe máy đó là của Phong. Tim Diêm vẫn đập thình thịch. Phong dịu dàng với Diêm hơn bao giờ hết. Diêm có bị cào không? Có bị chảy máu không? Nhiều bệnh hiểm nghèo lây qua máu người nghiện đấy. Diêm khẽ lắc đầu. May quá Diêm ơi, lỡ Diêm có mệnh hệ nào, anh buồn lắm. Phong đã thay đổi xưng hô từ tôi sang anh từ khi nào? Diêm đừng buồn nữa, đừng dằn vặt làm khổ mình nữa. Những người chết đã thành tiên rồi, người ở lại cần phải sống, tận hưởng cho hết cái đẹp của cuộc sống, dù cuộc sống có đầy đắng cay buồn tủi gì mà. Diêm cảm tưởng, hơi thở, dòng máu quanh đang trở lại, hồi sinh trong thân xác của người đàn ông xa lạ này. Diêm khóc, từng giọt nước mắt như từng giọt buồn nóng hổi, lặng lẽ lăn trên má Diêm rơi rơi. Nắng quái buổi chiều thật rực rỡ, rải khắp các ngôi mộ một thứ ánh sáng ảo diệu và ấm áp. Câu chuyện thứ ba. Con gái ơi! Kể từ ngày con gái chị ra đi, đã mấy tháng trôi qua, chị gần như không ăn không ngủ. Con gái xinh đẹp của chị đang học lớp sư phạm mầm non thì vướng phải sợ tình. Theo lẽ thường thì đó sẽ là chuyện vui, nhưng người đàn ông mà con gái chị rất nặng lòng đã có vợ con. Nhà người ta ở gần trường học của con gái chị. Vợ con người ta trình đón hạ nhục con chị. Chiều muộn hôm ấy, con gái chị dắt xe vào nhà là òa khóc nức nở. Chị vừa chải tóc cho con, vừa khẽ hỏi. Con có đau lắm không? Em bé có ổn không? Mẹ ơi, em bé chắc là không sao, nhưng con phải nghỉ học mẹ. Lúc con chị tròn 3 tuổi, vô tình, chị phát hiện chồng chị ngoại tình. Chị đau khổ khóc lóc, chồng chị lạnh lùng quát. Tự nhìn lại mình đi, đàn bà có một cái chuyện đẻ đái cũng không nên hùng. Cô đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Tôi đã có con trai rồi, ngày mai là tôi sẽ đón mẹ con cô ấy về đây. Mẹ con nhà cô liệu đường mà đi cho khuất mắt tôi. Ngày tối đó, chị khăn gói ôm con lên chuyến đò cuối ngày sang sông để về nhà bố mẹ đẻ. Nỗi đau phơi dần, con gái chị càng lớn càng xinh. Con bé cao như chị, nhưng chị giống cái cây khô, còn con bé ở cái tuổi 19 hệt như bông hồng thơm. Hôm con gái chị ra đi, em trai chị đưa chị đến nhận mặt con. Từ xa, chị đã thấy cái xe đạp mini màu hồng của con chị giữa bên thành cầu. Vật vã, muốn chết theo con mà không chết được. Mẹ chị già 86 tuổi, lụi cụi trong chừng chị. Chị ngẩn ngơ, quên rồi nhớ, nhầm lẫn giữa đêm và ngày. Chị biết con gái chị gọi chị, dù văng vẳng, nhưng không lẫn với bất cứ thứ gì. Mẹ ơi, dậy không muộn. Chị lập tức bật dậy. Ừ, mẹ dậy rồi. Mẹ chị vỗ vai la chị. Con gái ơi, lại mơ à? Trời còn tối lắm, nhưng dậy rồi thì ra đồng bẻ ngô, đỡ em con, không lại muộn chợ. Em trai chị vừa mở cổng vừa nói. Bác Kiều ăn xôi đi, rồi tí đi với nhà em ra trước nhé. Nhìn em ra cổng, chị thoáng thấy bóng dáng con gái chị vụt qua. Con gái ơi! Chị thầm gọi với theo con. Lẫn đâu đó, tiếng cười khúc khích của con vẫn trong trẻo như ngày nào. Câu chuyện thứ tư, sự thật đau lòng. Đã hơn 2 tháng, kể từ ngày tôi nhận được kết quả từ trung tâm xét nghiệm ADN, tôi vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn và cố gắng cư xử thật bình thường. Không một ai biết trong lòng tôi đang ngập nỗi xót xa, thất vọng và đau đớn. Tôi kết hôn 10 năm trước, vợ tôi tên Thùy, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi có một con trai năm nay 5 tuổi, gia đình tôi khá hạnh phúc. Tôi kinh doanh đồ nội thất, việc làm ăn thuận lợi nên không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. 3 năm trước, cô em vợ tôi tên Tiên ở Cần Thơ lên Sài Gòn học đại học nên sống cùng chúng tôi. Tiên học kiến trúc, thiết kế nội thất, hai anh em coi như có cùng niềm đam mê nên nói chuyện rất hợp. Ngoài giờ học, hầu như Tiên ở cửa hàng nội thất hoặc ở xưởng gỗ cùng với tôi. Thời gian tôi ở cùng em vợ còn nhiều hơn ở với vợ. Tuy nhiên, tôi đơn thuần chỉ coi Tiên như em gái của mình.
Tiên đối với tôi cũng như người thân thiết ruột thịt, giữa chúng tôi hoàn toàn không có thứ tình cảm nam nữ sai trái. Dù vậy, người ngoài nhìn vào vẫn có những lời nói ác ý, cho rằng chúng tôi lâu ngày ở cạnh nhau nên lửa bén. Đồn qua đồn lại, vợ tôi mới đầu gạt đi, nhưng khi nghe nhiều quá cũng thành sinh nghi, khóc lóc cả ngày trời. Tôi đã giải thích nhiều lần nhưng vợ tôi vẫn không thông suốt, còn cố ý ghét bỏ em ruột mình. Không muốn gia đình mất hòa khí, Tiên chủ động dọn ra ngoài. Chúng tôi gần như không liên lạc với nhau nữa, trừ khi Tiên tự đến thăm chị, thăm cháu. Mọi chuyện tưởng vậy là êm, thế mà 5 tháng sau, Tiên mang hành lý đến nhà chúng tôi xin ở cùng. Chuyện động trời là cô bé đã mang thai 4 tháng, bụng bầu đã bắt đầu nổi. Những ngày ấy, không khí trong nhà tôi lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn. Con bé Tiên xinh xắn, giỏi giang, dù nghịch ngợm nhưng rất biết giữ mình. Thế mà nó lại trót dại. Gia đình nhà vợ tôi lại là nhà gia giáo, không thể chấp nhận chuyện không chồng mà chữa. Thế nên vợ tôi quyết định giữ kín mọi chuyện. Thủy không bắt em gái đi phá thai, một phần vì cái thai đã lớn, nếu bỏ đi sẽ nguy hiểm. Phần nữa quan trọng hơn là vợ tôi theo đạo Phật, cô không thể làm điều ác. Thủy tính sau khi Tiên sinh con sẽ mang cho đứa bé, vì cô biết chắc chắn ba mẹ mình sẽ không chấp nhận điều này. Hơn nữa, Tiên còn trẻ, Thủy không muốn đứa bé làm ảnh hưởng tới tương lai của em gái mình. Tiên cũng đồng ý với ý này của chị. Sau 9 tháng 10 ngày, Tiên trở dạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Tiên xin vợ tôi cho nuôi đứa trẻ bằng sữa mẹ trong 3 tháng đầu để cháu đỡ tội nghiệp. Thủy là người dễ mũi lòng, gật đầu đồng ý. Quyết định đó của Thủy đã làm xáo trộn nhiều thứ trong gia đình tôi. Sau 3 tháng, hai người đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ, nên họ đã từ bỏ ý định cho cháu đi làm con nuôi. Cái kim trong bọc giấu còn không nổi, huống chi là cả một con người. Ba mẹ vợ tôi biết chuyện, đùng đùng nổi giận, đi xe từ Cần Thơ lên, nhất quyết bắt Tiên phải khai ra cha đứa trẻ là ai. Nếu như Tiên không nói, họ sẽ mang đứa bé đi cho. Tiên chỉ ôm con ngồi khóc, nhất quyết không nói gì. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Để Tiên không mang tiếng không chồng mà chữa, đứa bé được khai sinh là con trai của tôi và Thủy. Tôi vốn là người yêu trẻ con nên rất quấn quýt với cua, tên ở nhà của cháu bé. Hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi bế cua đi chơi, gọi cháu là con xưng ba. Thương Tiên trẻ người non dạ, gặp phải Sở Khanh nên tôi cũng hay nói chuyện với em, mong em nhanh quên đi nỗi đau để làm lại cuộc sống mới. Tuy nhiên, sự thân thiết này lại gây rắc rối. Những xì xào không hay từ phía hàng xóm lại bắt đầu. Những cơn ghen của vợ tôi cũng âm ỉ trở lại. Cô không thể hiện ra mặt, nhưng tôi phần nào cảm thấy sự khó chịu của vợ. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vợ có thể nghi ngờ con trai của Tiên là con của tôi. Cho đến khi tôi bắt gặp cảnh cô so sánh ảnh tôi với khuôn mặt của bé cô. Điều này khiến tôi vô cùng tức giận. Sự hồ đồ của Thủy làm tôi thấy bị xúc phạm, nhất là khi cô bóng gió về chuyện sẽ đi xét nghiệm ADN. Bực bội, tôi giấu vợ đi làm và hả hê nghĩ đến ngày tôi đưa kết quả cho vợ xem, để vợ dập hết những nghi ngờ và phải xin lỗi tôi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi làm luôn cả xét nghiệm ADN của con trai chúng tôi. Điều này thực sự đã gây họa. Khi lấy kết quả, tôi cười sung sướng vì bé cua được khẳng định chắc chắn không phải là con tôi. Nhưng điều khiến tôi vô cùng sốc là kết luận con trai 5 tuổi của tôi không phải là con tôi. Giữa chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống. Tôi cho rằng có sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra nên đã làm thêm một lần nữa, kết quả vẫn y như vậy. Hóa ra cô vợ nết na thùy mị của tôi lại là một kẻ giả dối. Cô ta đeo mặt nạ bao lâu nay mà tôi không phát hiện ra. Đứa trẻ giống mẹ nên tôi càng không có bất cứ nghi ngờ gì. Lòng tôi sục sôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, vì tôi muốn âm thầm điều tra xem cô Thủy vợ tôi, người lúc nào cũng ủy mị khóc lóc, thực ra là người thế nào và đang giấu giếm tôi những điều gì. 2 tuần liên tục tôi bỏ việc kinh doanh ở cửa hàng để theo chân Thủy mọi nơi mọi lúc. Không có gì bất thường trong lịch trình sinh hoạt của cô ta. Trong nhật ký của Thủy, tôi cũng không tìm được một dòng nào viết về người đàn ông khác, trong đó ngập tràn tình yêu của cô dành cho tôi. Điều này phần nào phút dịu sự tức giận trong lòng tôi. Tôi chợt nghĩ, có lẽ đứa trẻ là sản phẩm của một lần lầm lỡ,
có lẽ vợ tôi chỉ phản bội tôi một lần duy nhất và cô đã hối hận. Tôi có nên nói ra sự thật tôi đã biết, hỏi Thủy về cha của đứa trẻ, hay tôi nên quên nó đi, coi như mình chưa biết điều gì, để giữ yên ấm cho gia đình. Bởi thật lòng, tôi rất yêu gia đình, yêu con trai của tôi. Tình yêu này so với nỗi căm hận vì bị cấm sừng có lẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Ân hận là tại sao tôi lại thử ADN con trai. Nhưng nhìn đứa con quấn quýt tôi không đành lòng. Thôi thì cá vào ta là của ta.